Kính thưa quý vị, trong bài thứ hai chúng ta đã nghe rất nhiều nhà khoa học gia, triết gia bị giáo hội phân thây hay thiêu sống trong cái thời Trung Cổ, như Hypatia, Jan Hus, Roger Bacon, và phần này tác giả trở lại với đề mục người da trắng không có xem người da đỏ như là sinh vật có linh hồn. Không có linh hồn, người theo Kitô da trắng đồng nghĩa với sự phủ nhận mọi giá trị trước mặt Thiên Chúa, và dĩ nhiên với đức tin cuồng tín kêu chết thì không được sống mà vẫn phải hàm ơn vào Thiên Chúa thì không gì người Kitô giáo không dám làm. Wounded Knee là một khu phố ở quận Oglala, Lakota trong tiểu bang South Dakota. Nơi đây, ngày 29 tháng 12 năm 1890, quân đội Mỹ đã tàn sát từ 150 đến 300 thổ dân của bộ tộc Lakota, trong đó bao gồm hàng chục phụ nữ và trẻ em. Ngày nay, nơi đây có một viện bảo tàng trưng bày tội ác này của người da trắng. Đây cũng là điểm son của người Mỹ, dám giết, cũng dám công khai bày tỏ sự ăn năn. Và ngày nay, chính phủ Hoa Kỳ tìm đủ cách có thể để giúp đỡ các thổ dân, không như John Paul II tuyên thú bảy đại dương tội ác của Công giáo, nhưng chẳng có một chút ăn năn đền bù, vẫn tiếp tục gây tội ác, lại còn tự khoe không ngớt rằng không ai can đảm như Đức Thánh Cha, dám mặt dày thừa nhận tội ác không thể so sánh của giáo hội từ 2.000 năm nay. Đoạn văn trên nói rất rõ ràng rằng đối với người da đỏ thì người Kitô da trắng cướp đất, cướp nước và đối xử như súc vật, diệt chủng họ. Còn đối với người da đen phi châu thì họ cướp đoạt sức lao động. Cả hai sự cướp bóc đều cho phép xã hội Kitô da trắng giàu mạnh hơn và càng tự hào về tính cách siêu việt của mình. Đừng nghĩ rằng cách đây hàng trăm năm trước, loài người còn bị hạn chế về văn hóa, kém hiểu biết, ít có phương tiện và điều kiện để tư duy một cách trưởng thành. Một cách trưởng thành mới có thể đồng hóa con người với súc vật, điều mà ngày nay được đánh giá là phi nhân bản, phi văn hóa và bị lên án kịch liệt. Chúng ta đã lầm lớn. Ngày nay có một linh mục Công giáo người Việt, Ngài Matthew Nguyễn Khắc Hy, trong dịp trả lời một con chiên khi đề cập đến người vô thần, ông lớn tiếng cho rằng người vô thần thì chẳng khác gì cầm thú. Người vô thần nhóm thứ ba theo ông là người biết Thiên Chúa là ai, biết được mọi sự mà vẫn từ chối đức tin vào Thiên Chúa. Thú thật, ông tự mâu thuẫn với ngôn ngữ của mình. Đã vô thần thì không cần biết đến Thiên Chúa là ai. Nếu biết Thiên Chúa là ai đồng nghĩa với khẳng định sự hiện hữu của Ngài, vậy đâu thể gọi là vô thần nữa. Ông Hy muốn chửi Cộng sản hay người Kitô giáo theo Cộng sản? Lời nói của ông với tâm bất chính đã trở nên mù mờ, khiến cho người nghe chẳng hiểu ông định nghĩa thế nào là vô thần. Xem nguồn này vào phút thứ 7.56 video trong bài. Thực tế không thể có sự hòa hợp giữa hai khái niệm vô thần mà Cộng sản là biểu tượng và hữu thần mà Công giáo là đặc trưng. Hai khái niệm thuộc về hai phạm trù đối nghịch và loại trừ lẫn nhau, đứng trên căn bản luận lý. Do vậy, sự thù ghét vô thần nơi người Kitô giáo đôi khi rất mãnh liệt, làm hồi sinh lại bản năng tư duy máy móc và man rợ phi văn hóa của thế kỷ 14-15 trong đầu óc họ. Lần này sự man rợ không phát sinh trong Kitô da trắng mà nảy nở ra trong Kitô da vàng, bằng thái độ cực đoan của linh mục Nguyễn Khắc Hy. Giữa một nước Mỹ mà ai cũng tự hào là văn minh, ông rao to rằng vô thần là thú vật. Đây là hình ông linh mục Nguyễn Khắc Hy. Ông ta chia ra thành ba loại vô thần một cách hàm hồ mà tôi không muốn mất thì giờ để thảo luận vì nó quá ấu trĩ. Dù vô thần nằm trong phạm trù nào trong ba ngăn kéo của linh mục Nguyễn Khắc Hy thì vô thần vẫn là vô thần, vẫn không công nhận có một vị thần toàn năng, toàn quyền sinh sát, sinh ra và làm chủ tể vũ trụ. Theo lập luận của Nguyễn Khắc Hy thì Phật Thích Ca, Khổng Tử, Lão Tử, Heraclit, Parmenides, Anaxagoras, Platon, Spinoza, Gandhi, Einstein, vợ chồng Marie Curie, Hawking đều là thú vật cả. Nói thế e rằng hơi oan cho Nguyễn Khắc Hy,
Tôi chắc khi trả thù hành gì Khổng Tử, Lão Tử, Plato, Socrates hay Thánh Gandhi, nên tôi gút cái túi vô thần của Hy lại chỉ còn Phật giáo và Cộng sản châu Á. Vì sao tôi kể Phật giáo vào trong bầu hồ lô của Hy? Xin thưa, giáo hội từng thề quyết không đội trời chung với Cộng sản, và sau khi Cộng sản quốc tế sụp đổ thì Hồng Y Joseph Ratzinger, tức giáo hoàng Benedicto XVI, đã tuyên bố rằng Phật giáo thay thế Cộng sản làm kẻ thù số 1 của Công giáo Roma. Ngày nay, Cộng sản quốc tế da trắng đã tiêu vong. Kitô da trắng không còn quyết liệt sinh tử với Cộng sản da trắng nữa, nhưng Kitô da vàng vẫn duy trì nguyên status quo của thời kỳ chiến tranh lạnh, một lòng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Cộng sản da vàng, đặc biệt với mối thù Cộng sản da vàng đánh đuổi Pháp Mỹ và đập tan chế độ thân Mỹ tại Sài Gòn vẫn như nét mực còn in trên giấy mới, chưa bao giờ nguôi trong lòng họ. Tôi đã viết khá nhiều về đức tin Thiên Chúa trong quá trình cọ sát với sự phát triển trí năng của loài người xuyên qua chủ nghĩa hoài nghi của thời Phục Hưng, kéo dài đến kỷ nguyên giác ngộ, Age of Enlightenment, trong bài xét lại vụ đánh cuộc của Pascal, nên ở đây tôi không mất thì giờ nhiều với Linh Mục Nguyễn Khắc Hy, trừ phi ông ấy muốn có một bút chiến về đề tài này. Không biết ông luật sư Hoàng Duy Hùng nghĩ sao về lời tuyên bố vô thần là thú vật của Nguyễn Khắc Hy. Đồng thời tôi cũng muốn biết Linh Mục Nguyễn Khắc Hy nghĩ gì về con chiên Hoàng Duy Hùng, hiện nay là cánh tay đắc lực cho bộ máy thông tin truyền thông của nhà nước Cộng sản tại hải ngoại. Nếu có sự tranh luận giữa một linh mục tại nhiệm và một linh mục suýt chút nữa được ơn gọi thì chắc sẽ rất hào hứng, nhất là về một thể tài văn hóa chính trị dưới lăng kính tôn giáo. Đề mục số 3 La Mã, văn hóa kỳ thị chủng tộc và buôn bán nô lệ. Sự kỳ thị phát xuất từ văn hóa Abraham, nơi đó chủng tộc luôn được Thiên Chúa bảo vệ và khen ngợi là dân Do Thái. Như câu ta sẽ ban phước cho kẻ chúc phước con và nguyền rủa kẻ hại con, trong sách Sáng Thế Ký 12 câu 3. Kẻ nào tấn công các con sẽ thất bại, không vũ khí nào làm ra để tấn công các con có thể thành công. Isa 54 câu 15-17. Ta sẽ là bức tường lửa bao quanh nàng, kẻ nào đụng tới con là đụng vào chân mày trên con mắt của Thiên Chúa. Tức là Zechariah 2 câu 5-8. Đừng sợ vì ta luôn ở với các con. Đừng mất dũng khí vì ta là Thiên Chúa của các con. Ta sẽ khiến cho các con mạnh hơn. Ta sẽ giúp các con. Là Isaiah 41 câu 10. Kẻ nào chiến đấu với các con là nước Do Thái sẽ phải bị tiêu diệt. Isaiah 41 11. Kinh Thánh khuyến khích người theo Chúa hãy hãnh diện được làm nô lệ, làm tối tớ hèn mọn của Thiên Chúa. Nhưng các triết gia Kitô viết hàng triệu lời ca tụng tinh thần nô lệ này. Nào là nô lệ cho tự do, nô lệ vào cứu rỗi. Tác phẩm Slave of Christ, tức là nô lệ của Đấng Kitô, của giáo sư thần học Hoa Kỳ Harris Murray đã phân tích Thánh Kinh Tân Ước, biến ánh mắt nô lệ đầy van lơn cầu khẩn nhìn lên trời của Giê-xu lúc thụ hình trên thập giá hướng về Thiên Chúa thành biểu tượng của sự lệ thuộc và tự do, một món xào nấu trộn lẫn giữa văn hóa La Mã và Hy Lạp, biến sình đất thành vàng khối. Buồn cười nhất là ý tưởng cho rằng chúng ta yêu Thiên Chúa, chúng ta lệ thuộc vào Ngài và Thiên Chúa yêu chúng ta vì chúng ta là của cải của Ngài. Tôi làm việc với một kỹ sư người Pháp khi mới định cư tại Paris. Có hôm cùng đi ăn trưa, ngồi chuyện vãng, anh ta nói anh ta thấy tôi quá lương thiện trong công việc, khuyên tôi thay vì dùng thực chất để làm sản phẩm của mình, hãy bỏ vào tôi đôi chút ma mảnh của người làm thương mại, cầu sự hào nhoáng bề ngoài, và nhất là nên soạn thảo một lời quảng cáo tuyệt vời. Còn sản phẩm có tồn tại với thời gian hay không, đó là chuyện của người mua. Rồi anh ta cười, nói với tôi rằng phải trang bị cho mình một thứ tài năng hôm nay, bán xe sơn màu đen, ngày mai bán xe màu trắng, sao cho lúc bán xe màu trắng thì xe màu đen là hạng best, và khi bán xe màu đen thì xe màu trắng là hạng best.
Từ quan điểm này ta thấy rõ bản chất của triết lý Kitô là nô lệ cho Chúa chính là tự do. Tự do là nô lệ là tự do. Tinh thần kỳ thị và nô lệ của Kitô giáo được thấy rõ qua lịch sử buôn bán nô lệ, tàn sát thổ dân và ảnh hưởng mạnh đến xã hội Hoa Kỳ trong thời gian dịch Covid lan tràn tại Mỹ mà chúng ta sẽ phân tích sau. Cây nào thì mọc ra trái ấy, có sơn phết gì thì trái táo vẫn không thể biến thành trái cam, trừ phi Kitô giáo tuyên bố hủy bỏ kinh Cựu Ước, cắt đứt mọi liên quan đến Thiên Chúa Do Thái. Nếu không, không thể chối cãi được, nó là nguồn gốc của mọi kỳ thị chủng tộc, cùng với chủ trương nô lệ, không phải do Do Thái giáo phát tán, mà do Kitô giáo phát tán. Có lẽ dựa vào Kinh Thánh mà hầu hết các vụ buôn bán nô lệ đều có sự tham dự trực tiếp hay gián tiếp của giáo hội La Mã. Hãy bắt đầu bằng câu Kinh Lê-vi 25, câu 44-46. Ngươi phải tìm nô lệ nam hay nữ từ ở các dân tộc xung quanh ngươi. Hãy mua nô lệ từ các dân đó. Ngoài ra các ngươi cũng có thể mua các trẻ con của các gia đình ngoại kiều sống giữa các ngươi để làm nô lệ. Các trẻ con nô lệ này sẽ thuộc về các ngươi. Các ngươi cũng có thể giao chúng cho con cái mình. Sau khi các ngươi qua đời, các ngươi có thể bắt chúng làm nô lệ đời đời, nhưng các ngươi không được ngược đãi đồng bào mình là dân Israel. Dân Israel tức là dân Do Thái. Đoạn kinh đi trước từ số 35 đến 43, Chúa cũng cho phép bắt người Do Thái nghèo làm nô lệ, nhưng ra lệnh không được ngược đãi, chỉ được quyền xem như tôi tớ. Nếu người Do Thái đến kỳ hạn mà vẫn không đủ tiền chuộc thân thì vẫn được giải phóng vào năm Jubilee theo tục lệ Do Thái là chu kỳ 25, 30, 40 hay 50 năm tùy trường hợp. Như vậy, Thiên Chúa rõ ràng đã kỳ thị chủng tộc và cho phép buôn bán các dân tộc phi Do Thái làm nô lệ đời đời. Chỉ một câu kinh ngắn này thôi, cùng với sức mạnh thế tục của giáo hội đứng trên cả vua chúa Âu Châu, đủ để xô nhân loại vào thù hận, bất công, gian manh, lừa gạt, tra tấn, chém giết không ngừng nghỉ. Sách Tân Ước 1 Timôte 6 câu 1 đến 2 đã xác minh lại điều được dạy trong Cựu Ước là phải trung thành với chủ nô lệ. Những kẻ ở dưới ách nô lệ phải tôn trọng chủ mình về mọi phương diện để không ai bêu xấu danh Chúa và sự dạy dỗ của chúng ta. Người nô lệ nào có chủ là tín hữu thì không nên xem thường, trái lại phải càng phục vụ chủ mình đắc lực hơn, vì chẳng khác nào giúp đỡ tín hữu mình yêu mến. Thực ra cũng có rất nhiều đoạn kinh tuyên bố rằng Chúa sinh ra loài người bình đẳng, nhưng giá trị tiêu cực của câu kinh Lê-vi nêu trên có ảnh hưởng mạnh trên lịch sử nhân loại. Nó cho phép chủ nghĩa nô lệ bành trướng, phát triển và tồn tại tại Âu Mỹ mãi cho đến thế kỷ thứ 19, cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và cuộc cách mạng kỹ nghệ. Trong phạm vi ngắn của bài viết, tôi sẽ không nói về lịch sử của chủ nghĩa này, mà chỉ chú ý đến khía cạnh văn hóa. Từ đó, nó khiến con người cho phép đối xử bất công ngược đãi nhau. Karl Marx trong tác phẩm Lịch sử Kinh tế về chủ nghĩa tư bản của mình, cuốn Tư bản luận, đã tuyên bố rằng việc biến Phi Châu thành một hang ổ cho cuộc săn bắt và buôn bán nô lệ da đen đã báo hiệu bình minh màu hồng của thời đại sản xuất tư bản chủ nghĩa. Ông cho rằng buôn bán nô lệ là một phần của cái mà ông gọi là tích lũy sơ khai của tư bản Âu Châu, tích lũy của cải phi tư bản có trước và tạo ra điều kiện tài chính cho quá trình công nghiệp hóa của nước Anh và sự ra đời của phương thức sản xuất theo tư bản chủ nghĩa. Câu nói của Marx là chứng nhân lịch sử cho sự khởi đầu của tư bản chủ nghĩa với vốn tích lũy không thể thiếu làm đầu tàu là nô lệ chủ nghĩa. Có cái gì thấp thoáng rất huyền ảo? Chủ nghĩa tư bản là biến thân của lưỡi gươm, là chủ nghĩa nô lệ, là biến hình của thập giá, mà lúc nào thì thập giá vẫn cầm cờ đi đầu. Vào những thế kỷ trước kỷ nguyên khám phá, tức là Age of Discovery, các nhà thờ, tu viện, các giám mục và ngay cả giáo hoàng đều sử dụng nô lệ được bắt từ Phi Châu. Trang Wikipedia nói về việc này như sau. Một số giáo sĩ công giáo, các dòng tu và giáo hoàng đều sở hữu nô lệ, và các chiến thuyền, hải quân trong các quốc gia của giáo triều đã đặc biệt sử dụng nô lệ Hồi giáo bị bắt. Tuy nhiên,
Giáo huấn của Công giáo La Mã bắt đầu chống lại một cách mạnh mẽ hơn một số hình thức nô lệ từ năm 1435. Vào kỷ nguyên khám phá, số lượng nô lệ thuộc sở hữu của các Kitô hữu gia tăng đáng kể. Phản ứng của các giáo sĩ dưới áp lực chính trị mạnh mẽ đã bối rối và không hiệu quả trong việc ngăn cản việc thành lập các xã hội nô lệ ở các thuộc địa của các nước Công giáo. Những sắc lệnh trước đó của giáo hoàng, chẳng hạn như sắc lệnh Dam Diversa của giáo hoàng Nicola V 1452 và sắc lệnh Romanus Pontifex 1454 cho phép bắt nô lệ vĩnh viễn, dân du mục Saracen và người khác đạo ở châu Phi được sử dụng để biện minh cho việc nô dịch người bản địa và chiếm đoạt đất đai của họ trong thời gian này. Tôi có viết rõ hơn về hai sắc lệnh Dam Diversas và Romanus Pontifex này trong bài Giáo hoàng Francisco và Chủ nghĩa Cộng sản trên sách hiếm. Ai muốn hiểu rõ hơn xin tìm đọc. Chế độ nô lệ tuy là do văn hóa Thiên Chúa giáo chủ xướng nhưng có một hiện tượng lạ là có một vị giáo hoàng xuất thân từ nô lệ, đó là giáo hoàng Calixtus I. Bất kể Calixtus I là người thế nào, nhưng với thân phận một nô lệ vào thế kỷ thứ 3 vẫn được bầu vào chức vị giáo hoàng và là giám mục thành Roma. Đối với tôi là một hình ảnh tuyệt vời đầy cảm xúc, chẳng khác tôn giả Ubali với thân phận nô lệ Thủ Đà La đã cạo đầu theo Phật đi tu và chứng đắc thánh quả A-la-hán làm bậc tôn thủ số 1 về luật tạng. Sự giảm dân số ở châu Mỹ tạo ra tình trạng thiếu nô lệ do dịch bệnh của người Âu Châu mang lại, cũng như việc tàn sát thổ dân bản địa đã khơi dậy cuộc tranh luận ngày càng tăng trong thế kỷ thứ 16 về đạo đức của chế độ nô lệ. Chuyến hàng đầu tiên chở nô lệ da đen Phi Châu để giải quyết tình trạng thiếu nô lệ bản địa mà sau này được gọi là buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương vào năm 1517 được khởi xướng theo yêu cầu của giám mục La Casa và được Hoàng đế Sạc V của đế quốc La Mã Thánh cho phép. Là Las Casas sau đó đã bác bỏ mọi hình thức nô lệ bất công và trở nên nổi tiếng là người bảo vệ vĩ đại cho các quyền của người da đỏ. Ông này tuy cũng có đôi chút lòng nhân đạo nhưng chỉ là cái vỏ ngoài như tôi phân tích ở những phần trên. Không có lời lên án nào của giáo hoàng về việc buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương vào thời điểm đó. Năm 1547, La Casas tuyên bố rằng người Tây Ban Nha không bao giờ có chính nghĩa trong cuộc chiến tranh chống lại người da đỏ. Trong khi đó, ông phớt lờ tội ác của giáo hội. Calixto là một trong những tay lái buôn nô lệ hạng nhất của nền kỹ nghệ làm giàu cho các đế quốc Kitô vào thời bấy giờ. Calixto từng nói, nhân danh Chúa Ba Ngôi hãy cho chúng con luôn bán được nhiều nô lệ. Năm 1488, giáo hoàng Innocent VIII nhận món quà 100 nô lệ của vua Ferdinand II của xứ Aragon. Ngài chia số nô lệ này cho các hồng y và các nhà quý tộc tại Roma. Năm 1639, giáo hoàng Urban VIII đã cấm chế độ nô lệ người da đỏ ở Brazil, Paraguay và Tây Nam Mỹ. Tuy nhiên, ông đã tự mua cho mình những nô lệ không phải người da đỏ từ các hiệp sĩ Manta, có thể là để sử dụng trong việc chèo các chiến thuyền galley cho giáo hoàng. Các hiệp sĩ Manta đã tấn công cướp biển và tàu bè của người Hồi giáo và căn cứ của họ trở thành trung tâm buôn bán nô lệ, bán những người Bắc Phi và Thổ bị bắt. Manta vẫn là một thị trường nô lệ cho đến cuối thế kỷ thứ 18. Dòng này cần khoảng 1.000 nô lệ chỉ riêng cho việc trang bị các chiến thuyền. Năm 1866, văn phòng tòa thánh của giáo hoàng Pio IX khẳng định rằng tùy theo các điều kiện, việc bán mua hoặc trao đổi nô lệ không vi phạm luật thiêng liêng. Sự kỳ thị chủng tộc và chủ trương buôn bán nô lệ khởi nguồn từ Kinh Thánh. Cho dù rất nhiều sách vở ca tụng rằng Kitô giáo đã có những vị thánh như Thomas d'Aquin từng cho rằng con người sinh ra vốn bình đẳng, chẳng ai có thể làm chủ của ai. Xin xem tiếp phần 2.